tiêm rồi sau tiêm, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái tĩnh mạch. Đây là cái này chúng mình mổ rồi sao ạ? Chưa. Cái trường này, trường điển hình này. Chúng ta xác định xem là tổn thương nằm ở đâu. Cái hang vị đó, nó gây dày thành dạ dày. Trên đoạn dày bao nhiêu, cho cái thì chút dày nhất nó được bao nhiêu. Cái tổn thương này, cái vùng tổn thương của lớp tĩnh mạch. Rồi chúng ta xác định xem là nó có thâm nhiễm một chút mỡ không, thì nhìn thấy cái chút mỡ nó vẫn còn đây, đen đen đấy, lớp mỡ nó vẫn còn đen đen, tổn thương này nó khu trú, tìm xem có hạch không, có xâm lấn tạng không. Trong trường hợp này có vẻ là không xâm lấn, nó mặc dù thâm nhiễm lớp mỡ nhưng có vẻ là ranh giới với tụy cũng còn rõ đấy, xem có xâm lấn tụy không, rồi có xâm lấn gan không, có tổn thương đấy không, xâm lấn gan trái không, gan trái cũng còn, rồi là xem có, bây giờ đến hạch xem có mấy hạch. Trên 6 hạch thì nó N3. Thế không? Chẳng có biết. Rồi xem là có di căn tạng không, di căn gan không, di căn thận hai bên không, thế không? Di căn xương không? Vậy là cái này thì hôm nay chỉ em được dẫn nốt thế thôi. Lách rồi thực quản dạ dày. Còn cái bài 4 sẽ nói nốt về cái bệnh lý non và bệnh lý đại tràng.